Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giải Mã Vũ Khí. Ngày hôm nay, bình luận viên Hùng Cam rất hào hứng muốn khoe với các bạn một skin súng mới cực kỳ đỉnh cao. Từ ngoại hình đến sức mạnh, tôi không muốn câu giờ đâu, vì tôi biết các bạn đang rất mong chờ M1887 Thế Giới Ngầm mấy hôm nay rồi. Bản thân tôi đã đếm ngược tới ngày mùng 7 tháng 9 để tham gia sự kiện máy bán hàng kỳ diệu để nhận M1887 Thế Giới Ngầm rồi đây. Đúng như cái tên của mình, M1887 Thế Giới Ngầm mang một diện mạo vô cùng bí ẩn mà cũng hết sức nữ tính. Nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa màu tím hồng chủ đạo, một chút xanh dương và trắng tạo nên những mảng sáng tối đối lập, đi kèm với đó là họa tiết xích màu vàng ánh kim cực kỳ bắt mắt. Ôi, thực sự mix match một skin kiệt tác như thế này với bất kỳ bộ trang phục nào thôi cũng nổi bật bật luôn. Đây, các bạn hãy nhìn này, khẩu M1887 Thế Giới Ngầm làm sáng bừng cả sảnh chờ luôn. Mình còn đoán những ai lựa chọn skin này chắc chắn vừa cá tính vừa ngọt ngào, muốn đổ rầm rầm luôn đấy chứ. Với một ngoại hình xuất sắc như vậy, M1887 Thế Giới Ngầm xứng đáng đạt 10 trên 10 điểm. Như tôi đã thả thính các bạn ngay từ đầu video, khẩu súng này không chỉ đỉnh về mặt diện mạo mà còn có chỉ số cực kỳ thuyết phục. Bất kỳ một xạ thủ nào cũng phải chết mệt vì nó. Nào, cùng khám phá thôi. M1887 Thế Giới Ngầm được tạo ra cùng với 3 chỉ số đi kèm: 2 điểm tốc bắn được cộng thêm, cộng 1 tốc độ thay đạn và -1 chính xác. Đối với dòng súng shotgun và những người chơi ưa lối ăn thịt thuần túy, việc được tăng vào 2 chỉ số tốc bắn và tốc độ thay đạn thật sự rất tuyệt vời. Với 2 chỉ số này, bạn sẽ dễ dàng làm chủ cuộc chơi một cách đầy tinh tế khi có thể nắm phần ưu thế trong giao tranh, đặc biệt là với M1887. Với các chỉ số được cân bằng như trên, M1887 Thế Giới Ngầm sẽ như một chiếc siêu xe quá nhanh, quá nguy hiểm vậy. Thậm chí, với chỉ số tốc độ thay đạn ngắn hơn, M1887 Thế Giới Ngầm còn cho bạn cơ hội thứ hai, dù chỉ trong tích tắc, để có thể hạ gục kẻ địch thêm một lần nữa. Nhưng sức mạnh càng lớn, phần phục càng không dễ. Để có thể làm chủ con quái thú M1887 Thế Giới Ngầm cũng không phải là dễ. Đặc biệt là khi bị lấy đi một chỉ số chính xác, nắm vai trò như chiếc dây cương của dòng súng áp sát. Nó yêu cầu người dùng phải có một sự tinh tế nhất định với mỗi lần bắn, vì M1887 cũng chỉ có số lượng đạn có hạn mỗi khi nổ súng mà thôi. Mất một chính xác tức là yêu cầu bạn phải áp sát đối phương hơn, đối mặt với nguy hiểm và liều thì mới mong ăn được nhiều. Hãy cầm theo nhanh nhẹn của Caroline cùng đột kích của Jota để vừa dẻo dai luồn lách giữa vòng vây, lại sẵn sàng cho những pha giao tranh lật keo kinh điển đi vào sử sách. Với màn trình diễn trên, tôi tự tin chấm cho M1887 Thế Giới Ngầm điểm số 9 trên 10. Các bạn nghĩ sao về chỉ số của M1887 Thế Giới Ngầm? Các bạn có thực sự muốn sở hữu tại sự kiện máy bán hàng kỳ diệu diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 9 hay không? Với đó là cực kỳ nhiều các phần quà đáng mong chờ nữa cơ. Chuẩn bị vào trận cùng em nó đi nào. Chắc chắn sẽ là những trận đấu cực kỳ đáng nhớ đấy. Bên cạnh đó, các bạn muốn đập hộp hay tìm hiểu về loại súng nào trong Ghana Free Fire thì hãy nói với tôi ngay ở dưới phần comment. Tôi sẽ đọc từng comment để biết ý kiến của các bạn. Còn giờ thì, ông giáo Hồng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.